Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đồng Tiền Thông Minh trên kênh truyền hình FBNC. Và chủ đề thảo luận của chúng ta ngày hôm nay là giá trị cốt lõi trong doanh nghiệp, qua phần chia sẻ và thảo luận với Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Dũng, là Giám đốc R&D Viện Kinh tế và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh IEM, người đã từng có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy kỹ năng mềm cho các CEO. Rất cảm ơn anh Dũng đã đến với chương trình. Vâng, hôm nay thì chúng ta nói về chủ đề là giá trị cốt lõi dành cho doanh nghiệp. Đây là một cái khái niệm không mới. Ở đây trên góc độ nghiên cứu của anh thì đâu là những giá trị cốt lõi quan trọng của doanh nghiệp? Các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp thì rất là nhiều. Mỗi một cái góc nhìn, mỗi một cái doanh nghiệp, mỗi một cá nhân thì có những cái xây dựng cho mình cái hệ thống cốt lõi riêng. Thì tôi muốn chia sẻ với mọi người ở cái chỗ là đầu tiên là chúng ta hiểu giá trị cốt lõi là cái gì. Cái giá trị cốt lõi là cái chất, là cái sự thể hiện mà nó mãi mãi, cũng như là cái tính cách hay là cái thiên hướng của cái doanh nghiệp đó, tổ chức đó hay là một CEO đó. Thì cái giá trị cốt lõi theo chúng tôi nghiên cứu thì chia ra làm hai cái mảng. Một mảng là giá trị cốt lõi của các doanh nghiệp và một mảng là giá trị cốt lõi của các CEO hay là các nhà lãnh đạo nói chung. Thì giá trị cốt lõi của doanh nghiệp ấy thì qua quá trình tôi nghiên cứu ở các cái doanh nghiệp và quá trình giảng dạy cũng như là tiếp xúc trực tiếp và tham khảo rất nhiều cái thông tin từ trong nước và ngoài nước á, thì chúng tôi thấy rằng là có 10 cái giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp và đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam nên lưu ý và đầu tư. Thứ nhất là cái chuẩn mực. Thì tôi xin phép tôi nói theo những cái chữ C cho mình dễ hệ thống và dễ nhớ là chuẩn mực. Thứ hai là chất lượng. Thứ ba là chiến lược. Thứ tư là sự chân thành. Thứ năm là chuyên nghiệp. Thứ sáu là cam kết. Thứ bảy là chủ động. Thứ tám là chia sẻ. Thứ chín là chung sức. Và thứ mười là phải biết chấp nhận. Trong 10 giá trị cốt lõi đó thì theo anh đâu là những giá trị quan trọng mà doanh nghiệp cần phải chú tâm? Trong 10 giá trị này thì nó không có tách rời nhau và cái này thì có khi nó chứa cái kia một phần. Nhưng mà tôi thấy rằng là để cho làm rõ hơn thì có lẽ là trong phạm vi thời lượng của chúng ta nghiên cứu ở đây thì chắc có lẽ là tôi đề xuất là đi sâu vào hai cái. Một là cái chuẩn mực. Tôi muốn nói tới cái chuẩn mực là hiện nay, trước đây và hiện nay và trong tương lai thì ở Việt Nam đang trong một cái bối cảnh là hội nhập, nhất là từ sau khi gia nhập WTO là Tổ chức Thương mại Thế giới. Và có thể trong năm nay chúng ta gia nhập với TPP và một số cái hiệp định thương mại quốc tế khác. Thì cái điều mà chúng ta đang về phía bản thân doanh nghiệp cũng hơi buông lơi và về phía nhà nước cũng thiếu sự kiểm soát, đó là những cái chuẩn mực của doanh nghiệp. Thì thế nào thì những chuẩn mực? Chuẩn mực đó là nó phải thể hiện trên cái giấy phép, cái quyền pháp luật, mà cái quyền của mình mà pháp luật cho phép. Nó thể hiện trên cái giấy phép đăng ký kinh doanh. Ở Việt Nam thì các cái vấn đề về kinh doanh phải hiện nay vẫn đang theo cái luật cũ là nó phải thể hiện trên cái giấy đăng ký kinh doanh. Thì mình chỉ được làm trong cái phạm vi đó thôi. Tôi nói ví dụ như là Vinamilk thì làm rất là đúng, rất là chuẩn và dường như không có một cái tai tiếng nào về vấn đề này. Và ngày càng phát triển thành một cái thương hiệu nổi tiếng ở Việt Nam và trên thế giới. Còn cái mặt đối nghịch của nó, ví dụ như Vinasin, thì không có cái chuẩn mực là làm ra rất nhiều ngành nghề trái ngành và sau đó là hậu quả rất là lớn, cả nước phải gánh chịu, tới bây giờ vẫn chưa giải quyết được hết. Đó là cái chuẩn mực. Cái thứ hai, cái chuẩn mực ở đây là cái năng lực nội tại bản thân của mình hiện tại và trong tương lai. Thì bên cạnh cái giấy phép được cấp thì cái chuẩn mực có nghĩa là cái tầm của mình, cái khả năng sử dụng các cái nguồn lực của nội tại mình và trong tương lai thì mình phải làm sao để mình sử dụng nó một cách là tốt nhất và trong cái phạm vi đó thôi. Tại vượt qua là mình không có kiểm soát được và mình sẽ có những cái vi phạm vấn đề khác. Giá trị cốt lõi thứ hai là cái chất lượng. Chất lượng. Thì cái chất lượng là cái mà không phải là mới, nhưng mà các doanh nghiệp hay quên. Khi khởi sự thì rất là chú tâm. Nhưng trong quá trình thì theo cái cơn lốc của thị trường và những cái phương án lựa chọn thường là nó ngắn hạn, tốt nhất ngắn hạn, không nghĩ tới cái hậu quả lâu dài. Cho nên là họ ít chú ý tới vấn đề chất lượng. Ví dụ như là các cái mặt hàng tiêu dùng hiện nay thì người tiêu dùng rất là bối rối để định ra cái chất lượng như thế nào. Cái chất lượng ngày càng đi càng đi xuống. Càng đi xuống. Rồi thực phẩm là cái khó kiểm soát. Người dân không có đủ cái đầu nghề và không có thời gian để mà kiểm tra một miếng thịt người ta mới bán hay là một tô phở, không có cách nào kiểm soát được. Thì đó là vấn đề. Còn những cái mặt hàng khác, từ những dịch vụ cho tới những cái mặt hàng sản xuất thì thật là khó nói ở trong điều kiện Việt Nam. Mà bây giờ chúng ta bắt đầu là phải ra biển lớn với một cái thuyền của mình rất là nhỏ, mình chưa có đầu tư gì nhiều. Thì không khéo thì sóng nó sẽ dập dùi và thời gian cũng sẽ làm mình
phai nhạt đi, bởi vì là mình phải hòa nhập với cuộc chơi quốc tế, mà cái cuộc chơi quốc tế này thì cái chất lượng là họ quan tâm tới hàng đầu. Quay trở lại cái giá trị chuẩn mực một chút, ở đây để xây dựng nên một cái giá trị chuẩn mực cho doanh nghiệp thì theo anh doanh nghiệp cần phải có những cái bước như thế nào? Về cái xây dựng cái giá trị chuẩn mực thì đầu tiên là mà những cái người mà tham gia thành lập cái doanh nghiệp đó là người, những người chủ, tạm gọi là những người chủ, và sau này là những người cố vấn hay là những người mình thuê mướn họ để hỗ trợ cho mình, thì phải nghĩ tới cái sản phẩm mà mình đưa ra, cái sản phẩm mình là lợi ích của cộng đồng như thế nào, cái độ bền vững của nó ra sao. Và để làm được cái điều đó thì theo kinh nghiệm của quốc tế và ở Việt Nam của một số doanh nghiệp thành công, ví dụ như cà phê Trung Nguyên, Vinamilk hay là Cơ Điện Lạnh Ri hay là bánh Kinh Đô chẳng hạn, thì những cái chuẩn mực nó rất rõ ràng ở chỗ là ngay từ đầu họ phải cố tình họ phải quyết tâm là họ phải đặt ra những cái tiêu chí như thế nào đó để thể hiện cái đẳng cấp của cái doanh nghiệp đó trong từng bước đi theo thời gian. Thí dụ như ban đầu thì họ phải làm sao để đầu tư hết mình cho cái sản phẩm thì cái giai đoạn đầu bị lỗ. Thì có thể giai đoạn này không có đặt ra chuẩn mực là phải có lợi nhuận, mà phải làm sao đưa cho thị trường biết. Rồi một thời gian sau thì hướng tới lợi nhuận, thì lúc này là ngoài cái việc đầu tư hoàn chỉnh sản phẩm thì có những giá trị gia tăng chẳng hạn. Thì cái chuẩn mực tiếp theo là cái gì? Thì cái điều này là ban quản trị cũng như là ban điều hành phải ngồi với nhau để xây dựng là mình muốn cái đích đến của mình là cái gì. Trong này thì nó cũng có không thời gian, nhưng mà tôi nói có cái chiến lược nữa. Thì cái tầm nhìn của mình, cái sứ mệnh của mình là cái gì, thì từ đó mình xây dựng cái hệ thống các chuẩn mực, hay có thể nói gọn là nó là những cái tiêu chí trong ISO của chính bản thân doanh nghiệp đó. Tại sao các doanh nghiệp lại gặp thiếu sót trong việc xây dựng các giá trị cốt lõi, mặc dù là biết rằng những giá trị này luôn là nó rất cần thiết trong cái quá trình cạnh tranh, mà tại sao họ lại vẫn thiếu sót? Cái bản chất của con người trong các cái triết học nói chung là lòng tham. Mà khi mà nói tới doanh nghiệp mà mở ra thì họ hay bị lung lay bởi những cái ngắn hạn, những cái phi vụ trước mắt. Cho nên là họ quên đi. Và thường thì theo cái lối nghĩ của người Việt Nam cũng phải là 70-80% dân số vẫn là nông nghiệp và nhiều người xung quanh vẫn ảnh hưởng. Cho nên là cái suy nghĩ theo cái kiểu ngắn hạn nó vẫn còn. Mặc dù bắt đầu họ xây dựng ra cái chiến lược dài hạn 5 năm, 10 năm, nhưng mà những hợp đồng trước mắt nó lại quyến rũ và kéo họ đi theo. Cho nên họ dần dần họ quên đi những cái giá trị mà nó bền vững lâu dài khác. Một mặt khác thì vì vốn doanh nghiệp ở Việt Nam thì yếu, trình độ năng lực quản lý thì tầm nhìn thì thấp, cũng như là những cái công nghệ điều khiển thì không có làm chủ được, cho nên là cứ bị cái cơn lốc của những cái dòng xoáy và những cái áp lực và những cái lôi kéo của cái thế giới xung quanh nó kéo mình theo, cho nên là mình không định hình được riêng cho cái hệ thống giá trị cốt lõi của riêng mình. Nhưng trong trường hợp các doanh nghiệp mà rơi vào tình trạng là phải lấy ngắn nuôi dài, phải bắt buộc phải cố gắng để tồn tại, thì làm sao để cân bằng giữa việc là một là phải đi theo những giá trị ngắn hạn, hai đồng thời là phải giữ vững cái giá trị cốt lõi lâu dài, thì liệu có cách nào để cân bằng chuyện đó? Tôi nghĩ rằng là nó là cái trăn trở suy nghĩ của tất cả các cái vị lãnh đạo chủ đầu tư của các doanh nghiệp. Thì cái vấn đề này đặt ra thì đây là một cái sự thử thách đối với bản thân mỗi một cá nhân, mỗi một doanh nghiệp. Bởi vì nếu mà không vượt qua được thì sẽ bị kéo theo, còn nếu vượt qua được thì sẽ phát triển bền vững. Thì cái có thể nói là cái việc mà người ta không xây dựng được cái hệ thống đó là do người ta đã bị những cái hợp đồng ngắn hạn và bị những cái rào cản nào đó, bị những cái áp lực nào đó. Và bởi vì thường thường xây dựng một hệ thống cốt lõi thì nó đòi hỏi phải có nhiều thời gian và nhiều tiền, nhiều công sức, nhiều người trong đó. Chính vì vậy mà họ ngại ngùng trong vấn đề đó. Và như anh Khánh cũng biết và chúng ta đều biết thì thường là chúng ta thường làm những cái tích tắc trong cái ngắn hạn để nó có tiền bỏ túi thôi, chứ họ không nghĩ những cái chiến lược lâu dài như các doanh nghiệp phát triển lớn. Vâng, cảm ơn đã chia sẻ, và trong phần tiếp theo chúng ta sẽ bàn sâu về chủ đề làm cách nào để các CEO, các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý có thể triển khai và xây dựng cái giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp của mình. Cảm ơn anh.